Hello các bác. Rất nhiều bác đang mong chờ anh Phương có những dòng súp điện. Phương súp mà có những dòng súp điện đời cao và bánh chất. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu các bác về một cái mẫu súp B3 điện ban 50, hàng bãi. Các bác hãy nhìn cho em về cấu hình của nó. Nó đánh qua cửa mặt là cửa này, còn cửa hầm nó là cửa này. Đấy, nhìn nếu nấm nó bên trong này, các bác nhìn thấy cả nguồn nó. Nguồn nó to dã man luôn. Đây này, thùng quách như mới. Đẩy súp B3 VS118BA như mới ở BA. Đánh chạy đa cầu điện 110-220. Hiện tại thì khi nhận súp là các bác đã, anh Phương đã chốt nó ở điện 220 rồi các bác nhá. Đây là nút to nhỏ của tính súp. Còn đây là cắt giải tần. Nó có thể cắt giải tần rất là sâu. Tiếng súp rất là mềm mại. Công suất của quả súp này là 500W. Bao không gian rộng luôn. Con này sử dụng củ từ bán 220 côn 100. Mua hàng ở đâu, mua hàng ở chỗ nào và mua hàng gì, thì cái điều quan trọng là các bác tìm đến với anh Phương, các bác được những cái quả súp như mới. Đầu tiên là cam kết hàng zin 100%. Sau đó về thùng vỏ thì nó mượt mà như mới. Để các bác có thể trưng bày phòng khách cũng như là giới thiệu với anh em bạn bè về đồ chơi của mình. Về bát của con này, để em quay cái bát này. Em đang có tất cả là 3 con với cái phân tần của nó. Đây, hệ thống phân tần nó đây các bác này. Em đang tháo ra vệ sinh đây này. Đấy, trông cái củ nguồn nó to dã man. Chạy tất cả là 8 sò. 8 sò luôn. Đấy, củ bát của con này là từ 22 côn 100. Đây các bác này, vừa em để đông này một con này. Bát nó đây này. Quá gớm ghê luôn. Từ 22 côn 100. Bao phê, bao lòi luôn. Nặng dã man. Đấy, bát súp đây nha các bác nha. Với giá thành hiện tại đang có giá là 10.500.000 đồng các bác nha. Bác nào đầu tư đến dòng loa nào hay súp nào thì alo cho em. Phương súp thì lúc nào cũng có hàng VIP cho các bác chọn. Đủ các model, đủ các thành phần, đủ các giá thành.